Anh Ngọc xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đã theo dõi kênh Thời sự 24 giờ TV và sau đây mời quý vị cùng điểm qua những tin tức nóng nhất có trong ngày. Các nội dung chính sẽ phát trong chương trình: Trung Quốc gieo ảnh hưởng toàn cầu bằng ngoại giao vaccine, cách chống Covid-19 kiểu mới của Trung Quốc. Và sau đây là nội dung chi tiết. Trung Quốc gieo ảnh hưởng toàn cầu bằng ngoại giao vaccine. Nếu phát triển thành công vaccine COVID-19, đây sẽ là công cụ hữu hiệu giúp Trung Quốc củng cố quyền lực mềm và nâng uy tín toàn cầu. Năm nay, cái gọi là chiến lược ngoại giao chiến lang của Trung Quốc đã trở thành tâm điểm chú ý khi Bắc Kinh nỗ lực phản bác lại những tiếng nói chỉ trích, cáo buộc họ giấu dịch khiến COVID-19 lan khắp toàn cầu. Những chiến lược này dường như đang thay đổi khi mà Trung Quốc giờ đây tự định vị mình là một lãnh đạo toàn cầu trong cuộc chiến chống COVID-19, tuyên bố sẽ cung cấp các khoản vay và quyền ưu tiên tiếp cận đối với những vaccine mà họ phát triển. Trung Quốc nằm trong số ít những nước đi đầu trong công cuộc bào chế, nghiên cứu vaccine COVID-19. Các nhà ngoại giao Trung Quốc nói rằng nếu thành công, vaccine do họ phát triển sẽ là mặt hàng công cộng toàn cầu, như cam kết của Chủ tịch Tập Cận Bình tại một cuộc họp do Tổ chức Y tế Thế giới WHO tổ chức hồi tháng 5. Cam kết được đưa ra trong bối cảnh nhiều loại vaccine trên thế giới đang chuyển sang giai đoạn thử nghiệm cuối trên quy mô lớn, chuẩn bị tiến đến bước phê chuẩn. Tuy nhiên, tình trạng thiếu nguồn cung các sản phẩm vaccine được phê duyệt có lẽ sẽ kéo dài hàng tháng, thậm chí hàng năm do hạn chế trong khâu sản xuất. Vì thế, hàng loạt quốc gia giàu có như là Mỹ, Anh, Nhật Bản đã ký thỏa thuận với các nhà phát triển dược phẩm nhằm mua về những liều vaccine sớm nhất cho công dân của họ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tháng trước nói, Trung Quốc sẽ không hành động như một nước tìm cách độc quyền hay mua sớm vaccine. Nhưng Bắc Kinh chưa làm rõ việc họ sẽ hợp tác với các công ty địa phương, cả tư nhân và nhà nước như thế nào để hoàn thành tầm nhìn về vaccine đáp ứng toàn cầu, trong khi vẫn cung cấp đủ cho 1,4 tỷ dân của mình. Nepal, Afghanistan, Pakistan và Philippines nằm trong số các nước mà những tuần gần đây được các nhà ngoại giao Trung Quốc nhắc tới là có thể hưởng lợi từ vaccine do Bắc Kinh phát triển. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tháng trước còn đề nghị cho các nước châu Mỹ Latin và vùng Caribe vay 1 tỷ đô la Mỹ để mua vaccine COVID-19 tiềm năng, theo thông tin từ chính phủ Mexico. Hồi tháng 6, ông Tập cho biết các nước châu Phi sẽ được quyền tiếp cận ưu tiên một khi quá trình phát triển và triển khai vaccine COVID-19 hoàn tất ở Trung Quốc. Giúp các quốc gia thu nhập thấp và trung bình tiếp cận với vaccine có thể giúp nâng cao uy tín quốc tế của Trung Quốc. Jan Hong Huang, một chuyên gia cấp cao về y tế toàn cầu tại Hội đồng quan hệ đối ngoại ở New York của Mỹ nhận xét. Nếu Trung Quốc thực hiện chiến lược ngoại giao vaccine, nó sẽ giúp gia tăng quyền lực mềm của họ và giúp hồi sinh sáng kiến vành đai con đường. Ông này nói, theo Huang, với làn sóng các ca nhiễm nCoV mới ở khu vực Tân Cương và sau một đợt bùng phát khác ở Bắc Kinh hồi đầu mùa hè, thì phát triển vaccine là một yêu cầu cấp bách đối với chính phủ Trung Quốc. Nếu Trung Quốc muốn đóng góp vào chuỗi cung ứng vaccine toàn cầu, họ cần mở rộng đáng kể năng lực sản xuất. John Donnelly, lãnh đạo Vaccinology Consulting, công ty tư vấn phát triển vaccine trụ sở tại Mỹ nhận định, trong quá khứ, Trung Quốc không phải gã khổng lồ trên thị trường vaccine toàn cầu, một phần bởi Trung Quốc là nước lớn với dân số đông nên thị trường nội địa của họ đã rất lớn rồi. Ông nói, trong hoàn cảnh bình thường, các nhà sản xuất Trung Quốc có rất ít cơ hội vươn ra thị trường quốc tế. Dù Trung Quốc tạo ra hàng trăm triệu liều vaccine cho các căn bệnh khác nhau mỗi năm, dấu chân toàn cầu của họ bị lấn át bởi các nhà sản xuất Ấn Độ và những công ty đa quốc gia lớn ở châu Âu, theo dữ liệu từ WHO. Một số nhà sản xuất Trung Quốc cũng có tham gia vào các chiến dịch tiêm chủng do Liên Hợp Quốc phát động. Năm 2019, vaccine viêm gan A, bại liệt và bệnh do khuẩn phế cầu do 3 công ty Trung Quốc sản xuất đều được Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF mua. UNICEF là quốc gia đi đầu trong nỗ lực tiêm chủng cho trẻ em toàn cầu. Hai công ty Trung Quốc đang thử nghiệm vaccine COVID-19 giai đoạn cuối là Sinovac và Viện Chế phẩm Sinh học Bắc Kinh liên kết với Sinopharm. Những năm gần đây đã nhận được chứng nhận quan trọng từ WHO, qua đó xác nhận các sản phẩm của họ đều đạt chất lượng cao và đủ điều kiện thu mua số lượng lớn nhằm phục vụ các chương trình tiêm chủng Liên Hợp Quốc. Do nhu cầu rất cao đối với vaccine COVID-19, cơ quan quản lý của các nhà nước khác nhau có thể phê chuẩn vaccine của Trung Quốc mà không cần tới sự can thiệp từ WHO, mở ra nhiều thị trường hơn nữa cho những sản phẩm Trung Quốc, theo Donnelly. Nhưng những người trong ngành hay là trọng tâm ban đầu của Trung Quốc vẫn sẽ là đáp ứng nhu cầu trong nước, ngay cả khi họ tăng cường năng lực sản xuất. Helen Chan, đối tác tại công ty tư vấn quản lý Lex, đánh giá, các công ty được kỳ vọng ưu tiên sản xuất cho Trung Quốc trước. Nhưng không có lý do gì mà những sản phẩm Trung Quốc lại không thể đáp ứng nhu cầu toàn cầu. Ví dụ, một số cơ sở sản xuất vaccine số lượng lớn phục vụ tiêm chủng trẻ em có thể được điều chỉnh lại để sản xuất vaccine COVID-19. Tháng trước, 13 công ty ở Trung Quốc đã xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ việc điều chế vaccine COVID-19 theo Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin. Tuy nhiên, họ không nêu cụ thể số lượng liều vaccine mà những công ty này có khả năng sản xuất.
Trong số các cơ sở sản xuất vaccine mới có 2 cơ sở do Sinopharm xây dựng, một ở Vũ Hán đủ sức sản xuất 100 triệu liều mỗi năm, một cơ sở khác ở Bắc Kinh có thể điều chế 120 triệu liều. Sinovac cũng đang xây dựng một nhà máy có công suất 100 triệu liều một năm. Nếu phát triển thành công vaccine, việc nhanh chóng gia tăng quy mô sản xuất sẽ không phải là thách thức quá lớn. Vicky Xia, giám đốc nghiên cứu tại Bioplan Associates chi nhánh Trung Quốc, công ty nghiên cứu thị trường tập trung vào lĩnh vực dược phẩm sinh học và khoa học đời sống nhận định. Dù vậy, giống như Helen Chan từ Lech, Xia cho rằng Trung Quốc trước tiên sẽ tập trung vào nhu cầu nội địa. Song cuộc khủng hoảng COVID-19 vẫn có thể đóng vai trò như bàn đạp giúp Bắc Kinh tham gia sâu rộng hơn vào thị trường vaccine quốc tế. Trung Quốc đã mong muốn xuất khẩu vaccine tới các thị trường nước ngoài rất lâu rồi, bà nói. Một lựa chọn khác giúp đáp ứng nhu cầu vaccine toàn cầu là áp dụng chuyển giao công nghệ, cho phép các nước khác điều chế vaccine do Trung Quốc phát triển, theo Donnelly. Những thỏa thuận như vậy dường như đang được triển khai giữa Sinovac với các nhà sản xuất vaccine ở Brazil và Indonesia. Tuy nhiên, một rào cản khác ngăn vaccine Trung Quốc vươn ra toàn cầu nằm ở vấn đề niềm tin. Ngành công nghiệp vaccine Trung Quốc những năm gần đây chấn động bởi một số bê bối liên quan đến tính an toàn của sản phẩm, trong đó có bê bối vaccine không đạt tiêu chuẩn được bán cho chương trình tiêm chủng quốc gia. Năm ngoái, chính phủ Trung Quốc đã ban hành một luật mới giúp kiểm soát chặt chẽ hơn ngành công nghiệp vaccine. Huang từ Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Mỹ bình luận, những lo ngại là chính đáng khi chúng ta đã chứng kiến không ít bê bối liên quan đến vaccine ở Trung Quốc. Nhưng theo Huang, những năm gần đây, ngành công nghiệp vaccine Trung Quốc nhìn chung đã cạnh tranh hơn, ông nói. Trung Quốc hiểu rõ rằng an toàn là yếu tố tối quan trọng khi phát triển vaccine COVID-19. Cách chống COVID-19 kiểu mới ở Trung Quốc. Thay vì phong tỏa toàn bộ và biến đô thị sầm uất thành thành phố ma, cách chống COVID-19 của Trung Quốc mới được cho là có mục tiêu hơn. Đại Liên, thành phố cảng với triệu dân thuộc tỉnh Liêu Ninh phía đông bắc Trung Quốc, hôm 24 tháng 7 phát hiện 3 ca nhiễm nCoV có triệu chứng và 12 ca nhiễm không có triệu chứng liên quan đến một công ty chế biến hải sản sau 4 tháng không phát hiện ca nhiễm. Cơ quan Y tế Đại Liên lập tức tuyên bố thành phố nhanh chóng bước vào chế độ thời chiến để ngăn chặn dịch. Giới chức địa phương cho biết sẽ xét nghiệm axit nucleic toàn bộ 6 triệu dân để kịp thời phát hiện ca nhiễm không triệu chứng. Các cộng đồng ghi nhận ca nhiễm và đông dân cư sẽ được ưu tiên xét nghiệm trước với toàn bộ chi phí được chính quyền chi trả. Nhân viên y tế đã gửi tin nhắn và thậm chí là gõ cửa từng nhà để thông báo cho người dân về việc xét nghiệm. Ủy ban Y tế Đại Liên cho biết đã điều động 3.300 nhân viên y tế để phụ trách xét nghiệm cho người dân. Nhân viên công ty dịch vụ xét nghiệm Changze ở Đại Liên cho biết riêng họ có thể xử lý 400 xét nghiệm nCoV mỗi ngày và trả kết quả trong vòng 48 giờ. Tương tự Vũ Hán, Đại Liên cũng áp dụng phương pháp xét nghiệm gộp mẫu. Họ sẽ gộp 5 mẫu xét nghiệm một lần và nếu kết quả dương tính với nCoV, họ tiến hành xét nghiệm riêng từng mẫu sau đó. Chính quyền hôm 25 tháng 7 cũng tuyên bố đóng cửa tất cả viện dưỡng lão, nhà trẻ và các địa điểm công cộng có không gian kín. Tuy nhiên, khác với Vũ Hán, Đại Liên không phong tỏa toàn bộ thành phố. Thay vào đó, họ chỉ đóng cửa các khu vực dân cư có nguy cơ lây lan dịch cao với nhân viên an ninh giám sát 24/24, trong khi áp đặt một số hạn chế và các biện pháp an toàn ở các khu vực khác. Người dân Đại Liên cũng không bị cấm cửa như Vũ Hán. Họ vẫn được phép rời thành phố nếu có giấy chứng nhận âm tính với nCoV trong vòng 7 ngày gần đây, song chính quyền kêu gọi người dân không rời khỏi thành phố trừ trường hợp bất khả kháng. Trước Đại Liên, Bắc Kinh cũng từng thử nghiệm chiến lược chống dịch mới hạn chế thay vì phong tỏa khi chứng kiến đợt bùng phát COVID-19 hồi tháng 6. Ngày 11 tháng 6, sau gần 2 tháng không có ca nhiễm, Bắc Kinh báo cáo các trường hợp nhiễm nCoV đầu tiên liên quan tới Tân Phát Địa, một trong những chợ đầu mối lớn nhất châu Á, cung cấp thực phẩm cho gần như cả thành phố 21 triệu dân này. Khu chợ này lập tức bị đóng cửa. Báo chí quốc tế ban đầu cho rằng Bắc Kinh sẽ áp dụng chiến lược đóng băng thành phố như đã từng thấy ở Vũ Hán. Tuy nhiên, những gì giới chức sau đó làm cho thấy cách tiếp cận hoàn toàn mới mẻ. Chính quyền Bắc Kinh chỉ phong tỏa và áp các biện pháp hạn chế khác tại các khu vực và nhóm người được cho là có nguy cơ lây nhiễm cao được khoanh vùng. Giới chức cũng nhanh chóng triển khai truy vết lịch sử tiếp xúc, xét nghiệm đồng loạt và cách ly tập trung vào những người dễ bị tổn thương nhất, cũng như những người làm công việc có nguy cơ nhiễm cao. Chính quyền cũng giám sát việc ra vào một số khu dân cư và cố gắng không để nCoV lọt ra ngoài thành phố. Nhưng tại các khu dân cư khác ở Bắc Kinh, các cửa hàng, quán ăn, thậm chí là tiệm tóc vẫn mở cửa. Giao thông kém đông đúc hơn bình thường, nhưng lượng lớn phương tiện vẫn đi lại trên đường, vỉa hè vẫn tấp nập người đi bộ. Mấu chốt trong chiến lược kiểm soát dịch bệnh của chính quyền Trung Quốc là xét nghiệm chủ động và truy vết tiếp xúc. Giới chức đã thiết lập các trạm xét nghiệm ở bệnh viện, cổng công viên, sân vận động và những trung tâm cộng đồng trên khắp thành phố, lấy mẫu xét nghiệm cho 1,1 triệu người trong chưa đầy một tuần. Cách tiếp cận này đã cho thấy hiệu quả. Tới 24 tháng 6, số ca nhiễm hàng ngày giảm xuống dưới 15, thấp hơn rất nhiều so với mức từ 200 đến 300 ca nhiễm ghi nhận trước đó. Đặc biệt, giới chức cũng không ghi nhận bất kỳ ổ dịch thứ phát nào.
các biện pháp mới của Bắc Kinh đối lập với chiến lược phong tỏa hoàn toàn nhằm kiềm chế virus ở tỉnh Hồ Bắc và thủ phủ Vũ Hán, nơi khởi phát dịch bệnh tại Trung Quốc. Trong hơn 2 tháng, Vũ Hán với 11 triệu dân bị phong tỏa nghiêm ngặt, mọi hoạt động kinh tế phải dừng lại, phương tiện giao thông dừng hoạt động. Vũ Hán khi đó không khác gì một thành phố ma. Lãnh đạo Bắc Kinh đã không giáng đòn chí mạng xuống toàn bộ thành phố và nền kinh tế vừa mới phục hồi một chút của họ bằng các biện pháp hạn chế mạnh tay. Kate Brasher và Chris Buckley viết trong bài bình luận trên New York Times hồi tháng 6 với tiêu đề: "Trong đợt bùng phát COVID-19 này, Trung Quốc thử nghiệm biện pháp mới, kiềm chế. Biện pháp phong tỏa giúp kiểm soát dịch bệnh nhưng cũng khiến cho nền kinh tế lao đao. Không chỉ vậy, nó còn có thể gây ra những ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe tinh thần của người dân khi họ không được phép ra ngoài trong thời gian quá dài. Bạn không thể bắt người dân chịu đựng nỗi đau quá dài." Jan Jong Huang, nhà nghiên cứu cấp cao về y tế toàn cầu tại Hội đồng quan hệ đối ngoại, trụ sở ở New York, Mỹ bình luận. Bởi khi đó bạn sẽ phải đối mặt với vấn đề thất nghiệp và những căng thẳng về mặt cảm xúc. Chúng sẽ gây ra tác động rất lớn đến ổn định chính trị xã hội. Tuy nhiên, cách tiếp cận mới được đánh giá vừa giúp đảm bảo nền kinh tế không bị thiệt hại quá nặng nề, cũng như giúp người dân có thể sống chung với lũ COVID-19 trong thời gian dài. Nhiều chuyên gia tin rằng, cách chống COVID-19 mới của Trung Quốc có thể trở thành mô hình ứng phó với nguy cơ bùng phát dịch trong tương lai, cho tới khi vaccine được phát triển thành công. Chúng tôi là Thời sự 24 giờ TV. Quý vị đừng quên nhấn like, share và subscribe để liên tục cập nhật những tin tức thời sự nóng nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!